kéo phát nước không được thì làm gì đã được. Tép. Rồi. Nói chung là xịt 3 phát rồi mọi người ạ. Bây giờ sẽ là phát cuối cùng, nói chung là không được thì anh em mình sẽ phải gọi là xiên que nướng tép. À, nướng cá nhỏ lúc trưa cũng được ấy. Bây giờ kéo nào. Anh kéo nhanh lên không muốn. Động. Từ từ. Bây cúng đi. Ôi, lại các cụ cho con cá đói lắm rồi. À. Lại không. Anh phải. Mấy mùng. Lại cũng trôi bây giờ là lạnh cụ dâu phi cho con khoảng tầm 5 lạng. Ây sợ. Ui không được con gì rồi. Ây ơi. Mày vớt được không? Được. Mỏi quá dám ơi. Cô. Từ phải chắc cú. Mày sang đây mày buộc dây cho tao không? Em buộc được. Không, đừng. Để. Đây. Khéo. Bỏ cái run này đi. Để vào đấy. Ui, khiếp quá. Anh em tao phục mày lâu lắm rồi đấy. Ui, khuyết quá. Nhầm nhảy ấy. Mấy mà rút ra đây à. Lại xuống ao bắt tiếp. Tội đồ ấy. Cầm chắc thế này rồi nó khỏe. Cầm cá được thế à. Để đây. Ui, bẩn quá, bỏ đi. Để đây, chín nó thì chừa. Ngâm đúng đây. Giỏi lắm rồi, chén đây. Từ. Chán luôn đi. Tưởng là món. Tí nữa thì anh em mình chết đói nhờ. Đói gì mày có tép. Mày thuê có con cá chép để chống Covid. Có tép chứ kìa. Nhưng cả ăn cá chép không ngon. Ít mồ giờ mồ thôi, ít thôi. Mày đưa tao con ra. Khói đây. Ui, phôi khói à. Đây, dạo đây nhỉ. Mày chết. Ui, chết rồi. Chết trắng mắt rồi. Xà. Ngon nhỉ. Tiêm. Cá chép về trầu trời. Đúng rồi, đang ở trên mây đấy. Quả vó này khả năng anh em mình phải đem ra ngoài suối ấy thì khả năng sẽ đấy hơn, nhưng mà nó rất là cồng kềnh. Hôm nào anh em mình sẽ lựa một địa điểm gọi là cất một phát được một tạ. Cất vó phát được một tạ ấy chứ nào tưởng à. Ngon nhỉ. Căn bản là nó cấm chợ đấy chứ không ra chợ mà cất vó thì thôi rồi.
lại ao nhôm ấy gì? Trên mình bây giờ nó cấm chợ mọi người ạ. Chợ chứ không được hoạt động, làm phải tự đi sinh tồn. Cháu mua được cái gì mà ăn, chán thật. Chú đã, em cắt cơn đó. Nhìn thèm quá, chua chua. Ui, ui là sống non. Chua. À, cố. Nó nhảy nhỉ, đốt. Chín rồi đấy. Chắc chín rồi. Anh kỹ quá đốt. Thì nó thành than đấy. Thế thì cho tất rơm vào đốt phát nữa hết. Anh thấy còn rơm không? Đấy, vơ. Đây. 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 Ui, xa xa. Ui, phật xa lại. Căng 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 xa lại. Món đốt rơm này rất thơm nha mọi người nha. Lật đây. Lật thế nào được nữa, mày gạt bỏ cái rơm trên đấy đi. Đây này, que đây này. Đây đây, từ từ. Xem nào. Ây, xôi. Thơm, thịt. Quá thơm, quá thơm, quá thơm, quá thơm. Lấy đĩa đi, lấy đĩa. Nói để em lấy đĩa. Wow. Khá là khẻm đấy mọi người ạ. Nào lấy đây. Đây. Anh thổi đi ra chứ. Rồi, cho vào đây để, đấy, để cạo vảy đấy chứ. Ui xài. Ui. Nó này. Bắt một cái lá khoai. Lá ngóng này. Lá khoai á? Ừ. Không có lá khoai đâu. Kìa. Lá khoai ngứa. Ngứa, không được gì. Ui, lá khoai mồn ăn ghê lắm. Không được gì. Ngứa thì nó anh chịu trách nhiệm đấy. Ngứa thế nào mà ngứa? À. Bằng quá. Bằng cắn em xà. Xà, 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 xà. Bằng cắn em xà. Xà. Được rồi đấy. Ui xôi ôi. Bên trong ấy. Bên trong vẫn thấy đỏ đỏ kìa. Ui, quay chọc nổ bong bóng nó kìa. Ui, đòn chí mạng thế nào á. Bỏ đi. Lá sâu, lá sâu. Ăn hai lá sâu đi. Đây. Vín xuống. Hai lá sâu, ghém. Tăng. Nào, vào đây em ơi. Tăng. Em ơi, em đi đâu em ơi. Ten ten ten. Đi vào lều nhỉ. Vào lều nhỉ. Thôi, ăn luôn đây, tí nó vào lều ngủ. Được. Ăn luôn rồi nó nằm. Wow. Ấy, lấy muối, lấy muối. Xong lều lấy muối đi. Ok. Ui. Ui. À, đây. Có vào trong không? Đây. Ui, không. Đây, ăn đi đây. Không, không ăn, không ăn vỏ đâu. Ui. Nhìn ngon lắm mọi người. Sợ lắm, buồn lắm. Em ơi, ăn đi đâu em ơi. Thấy chưa, chín rồi. Ai bảo không chín. Chà, ngon chưa. Bột cơm này là nhanh chín và ngon nhất. Siêu ngon luôn nhé. Chắc là ngọt lắm em nhỉ. Ngọt nhỉ. Cuốn lại, cuốn lại. Chấm nhé. Ừ. Ngọt luôn. Ô, khỏe ơ. Dạ nhiều ớ quá. Ăn. Cay nhỉ. Nồng quá em. Ăn được. Ừ. Chín hết. Chắc là phần ruột nó hơi đỏ tí nữa. Nào. Chín mọi người ạ. Hơi sống tí thôi. Ngon lắm. Không có vấn đề gì cả. Còn cái lá này không bị ngấy này. À ngon. Cua, 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 cua. Cá này không ngon bằng cá suối mọi người nhá. Cá này nó gầy lắm. Gầy trơ này. Mai anh em mình sẽ di chuyển là địa điểm tránh dịch lại quay về đồng. Chứ quanh quẩn mấy cái xó ao bên trên này không kiếm ăn được. À đấy. Tao bảo quên. Không được. Thì mai vẫn phải ở đây buổi nữa. Không.
để tao phải mò bằng được đống chai chai kia đã. Chai chai á? Nhiều lắm. Quên mất. Hôm nay anh em mình lại di chuyển cách đấy mấy chục mét, hơn 100 mét. Thế nên là không bắt chai chai, quên mất đấy. Ôi con cá đấy, em tưởng cá đực mà ra con trứng này. Nhìn nó kẹp lem bụng đấy mà nhỉ. Trứng không trứng? Đấy. Ui, trứng nó mà. Ok em ơi. Chia nửa. Cho mày tất. Chia sống sống. Trong bụng sống. Nó hơi, không phải sống mà hơi chưa chín lắm. Trời ơi, chụp phần này. Phần này quá ngon nào. Chưa chín đâu. Để tí nướng lại. Không. Chưa chín. Chưa chín đâu, để tí nướng lại. Không ăn mất phần. Đây. Cá đút này là ngon nhất này, tại vì nó ngọt. Nó vừa kiểu chín tới, nước chưa kịp thoát hết nên là rất là ngọt. Đã. Ngon ngon. Đây, miếng này ngon nhất này. Thật. Ăn nè. Em chẳng ăn miếng của anh này. Được, mày nhớ lần sau đừng có vào. Tao lấy cho cái gì. Chán quá, cứ đi cách ly thế này chưa được trở về với xã hội. Đúng rồi, gà thì chẳng được đá nhỉ. Mấy hôm nay anh em mình bắt đầu chán rồi đấy mọi người ạ. Quá chán, buồn dữ dữ. Cố gắng, thôi nói chung là cố gắng. Vì con Vi. Đã. Nhưng mà suốt ngày cá với lại suốt ngày cá với lại cá này, thủy chai này, thủy hải sản, tôm này. Cháu lại quay lại cá này, trong lại tép này, ốc biêu này. Đang định mai đi bắt ốc đấy. Xong thủy hải sản này chán luôn. Mai mình nghĩ ra được cái gì có thể đấy. Có món sang nhất này, cháo cá. Cá. À, ok. Ngày mai, được. Ngày mai anh sẽ rời xa em. Không, thật. Đúng như hôm trước bảo, bây giờ không, đấy, thủy hải sản anh em mình chán rồi. Anh em mình ngày mai. Đi. Không, ngày mai nhá. Cũng vẫn đi bắt thủy hải sản. Xong cho mình, giả dụ như con cá này nè. Mày đem đi mày đổi được cái gì? Thế thì đem đến con Lovit à? Cái điên là phải kia thì trang bị đầy đủ chứ. Tao có một bộ đồ nghề gọi là chuyên gọi chống em Covid. Em mà đi con Lovit là em đi cách ly đấy. Mày đi luôn đi. Anh phải. Em đi cũng được nhưng anh phải cho em tiền cơ. Ờ? Với cả trang bị mua bộ ủng trang bị cho em cơ. Mai tao đấy, tao mà bắt được mày đi đổi tao gọi là bọc mày luôn. Mày thì đơn giản, chống Covid thì đơn giản có gì đâu. Mua một cái túi, mày biết cái túi cám không? Túi cám bọc ở trong bên trong cái tải ấy. Miễn là chắc chắn là được. Nhát vào buộc túi cái đầu lại. Thế thì em chết tỏi. Chết nào được. Ôi mày để hạt thôi hai cái lúc mũi vậy nhỉ. Không cần tỏi, trong đấy đầy đủ không khí cho mày đi 15 phút. Ôi không, mẹo ấy, mẹo. Không thật. Không, em chẳng đi đâu. Mày chơi quả đấy không thì tao bọc cho mày một cái túi to hơn tí cho sống đủ 30 phút. Ui, hay là anh bơm kinh khí cầu vào. Không. Thế là mai tao lấy cho mày một quả túi bóng to nhá. Xong rồi buộc mày nhảy vào tao túm phát ở đầu này. Xong rồi mày đi ra chợ thoải mái. Ôi xưa, cô lô vít với lại cô vít với mấy con ốc vít. Này, không xuyên thủng vào hàng phòng ngự đâu. Một mình mau, chấp hết. Đấy. Các loại Covid luôn. Nhưng mà quan trọng là có bắt được cái gì mà đuổi không thì... Sợ lắm, buồn lắm. Em ơi, em đi đâu em ơi? Cuộc sống nó không có sự cân bằng. Khi mà Covid đến, anh em mình suốt ngày phải ăn thủy hải sản,
không được ăn thịt cá, à quên, không được ăn thịt thú, toàn phải ăn thịt cá. Mấy lắm, mấy hôm nay sướng mãn rồi. Tối nay thì tối tí nữa lại còn cái món cá tép lúc trưa đấy. Thế rồi ăn với dưa. Món đấy bây giờ phải làm thế nào mà ăn được? Món đấy không có dưa đâu, dưa lại dính đi ra mua lại dính Covid. Món đấy nấu với lá xấu. Thua mà. Món đấy mà nói chung ngày trước mà ở nhà thì ngon lắm, kho tường ăn thôi rồi. Nhưng mà rất tiếc ở đây thì ngán lắm rồi. Biết đâu thì nó cần được con gì sao? Hả? Cá ngựa sao? Cá ngựa là gì? Được con cá ngựa ấy. Cá ngựa là con cá gì? Cá trong tivi ấy, con cá hình ngựa ấy. Bằng này. À mà đấy làm gì có? Chứ ở đâu, nó chạy ở nước thì ở đâu? Ngoài biển lớn mới có. Đây là sông to. Sông cái gì cái áo tức. Ao hoang. Không phải ao tủ, ao hoang thì cũng là cái ở ngoài suối anh em mình hay đi gọi là suối, không gọi là sông. Mày biết to nhất dưới hai mà nó vẫn gọi là suối đấy. Em chẳng ảnh nữa đâu. Thế mày lắm. Hay là bây giờ tao mình di chuyển địa điểm ra ngoài. À, đi bẫy, bẫy kia này. Xuống bẫy chim, bẫy bằng đách ấy, bẫy cuốc ấy. Bẫy cuốc ấy. Bẫy cuốc với bẫy bịp ấy. Đấy kìa. Bẫy số 4 này, mọi người biết bẫy số 4 không? Tí nữa anh phải đi lở mà đi ăn trộm dây cước thì mới làm được. Không, dây đây cái kia. Đây, bẫy số 4 như thế này này. Đấy, cái kiểu kiểu dạng dạng nó như thế. Cái này em bẫy rồi, gần như điên. Bẫy trò. Nào, mày chơi không? Tao đánh 4 cái mày à, tao đánh bao nhiêu cái hoặc là mày đánh bao nhiêu cái cũng được. Miễn là thằng nào được. Được. Nào, làm bố. Ừ. Nhá. Đây. Nếu mà thua nhá. Ừ. Gọi bố một ngày. Không. Nào. Điên à? Chơi không? Hả? Hả? Thế anh có gọi bố không? Tao thua tao gọi. Thế anh gọi như nào? Gọi bố mau. Bố mau? Thì thằng nào chả mau. Thế gọi cái gì? Bố mau đệ. Bố mau đệ á? Ừ. À, con chó. Gọi lại, gọi lại. Bố mau ca nhá anh. Gọi lại. Gọi lại không? Anh mau ca. Gọi bố. Đang. Tại anh gọi chứ. Tao không biết. Tao lỗ à? Gọi. Gọi không? Tao bôi lên đầu này. Gọi. Bố mau ca. Bố mau ca. Được, con ngoan. Con ngoan. Thôi, bây giờ anh em mình phải đi bây giờ chơi nhá, chơi không? Chơi đi. Chơi không? Chơi. Ừ, bắt tay. Sao gì? Ừ, đó. Rồi, anh em mình sẽ đi bắt chim. Ok. Bằng bẫy kêu hoặc là đấy, nhưng mà tránh tránh mấy con gà ra nhá. Bắt được gà, nói chung bắt được gà cũng tính chưa? Không, anh khôn đấy, anh rắc gạo vào đấy không? Điên à? Ở đây làm gì có gà, nó trừ khi nó xuống đến đây thì chịu được. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc rồi đây. Vâng, anh em mình sẽ phải đi chơi một cỏ gọi là kinh điển. Sau mọi người sẽ biết nhá, chơi luôn.